Thưa quý khán giả, cách mạng 4.0 đang giúp thế giới trở nên phẳng hơn và thúc đẩy nhiều lĩnh vực cùng phát triển đồng hành, trong đó có y học. Thuật ngữ telehealth được ghép từ hai từ tele từ xa và health là sức khỏe. Telehealth tạm dịch là chăm sóc sức khỏe từ xa, là thuật ngữ không mới với giới y học. Thế nhưng mà trong bối cảnh đại dịch thì telehealth trở thành cánh cửa thần kỳ kết nối người bệnh với bác sĩ, giữa bác sĩ với bệnh viện, giữa bệnh viện khu vực với nền y học toàn cầu. Mối liên kết nhanh chóng và có phần bất đắc dĩ này đã thúc đẩy nhiều nghiên cứu và những cái nhìn sâu rộng hơn của xã hội về ứng dụng telehealth trong đời sống. Liệu đây có phải là một cuộc cách mạng về khám chữa bệnh ngay cả khi đại dịch kết thúc? Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu xem là telehealth có thể làm được những gì. Telehealth là một khái niệm rộng rãi, bao trùm nhiều lĩnh vực của y học. Trước đây, một cuộc gọi thoại báo cáo bệnh tình tới bác sĩ có thể coi là một phiên bản sơ khai của khám chữa từ xa. Cùng với telehealth, cụm từ telemedicine xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng kể từ khi các thiết bị công nghệ như smartphone, iPad, laptop, internet cáp quang, vệ tinh xuất hiện và phát triển. Theo Viện Bác sĩ Gia đình Mỹ AAFP, telemedicine được dùng nhằm mô tả cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân từ xa thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở đây có thể bao gồm cả chẩn đoán và điều trị, cung cấp thuốc men, tư vấn, dự phòng và phục hồi, bảo hiểm y tế, giảng dạy, nghiên cứu. Nói đơn giản hơn, telemedicine hướng đến khám chữa bệnh lâm sàng 1-1 giữa bác sĩ và bệnh nhân. Đa chức năng là vậy, nhưng telemedicine vẫn chỉ là nhánh con của telehealth. Bởi telehealth thì gồm cả các dịch vụ lâm sàng và phi lâm sàng từ xa như các cuộc họp, đào tạo liên tục. Ví dụ telehealth cung cấp các ứng dụng y tế công cộng, cảnh báo công chúng về dịch bệnh COVID-19, bảo hiểm xã hội, cung cấp nền tảng hội nghị truyền hình cho giáo dục và y tế. Telehealth, đây là cái xu hướng của thời đại, đây là việc giúp cho một bác sĩ trong việc khám chữa bệnh rất hiệu quả, đặc biệt là chăm sóc bệnh nhân. Tất cả hệ thống y tế chúng ta cần phải nghiêm túc nghiên cứu để áp dụng cái lĩnh vực này. Cùng sự trợ giúp của nhiều trang thiết bị công nghệ từ đơn giản đến phức tạp, telehealth có thể giải quyết 12 công việc sau. 1. Cung cấp dịch vụ tiết kiệm, thanh toán bảo hiểm. 2. Giúp người bệnh quản lý tối ưu tình trạng sức khỏe, an toàn tại nhà. 3. Hạn chế quá tải tại bệnh viện. 4. Có thể ra viện sớm, giảm ngày nằm tại bệnh viện. 5. Xóa bỏ khoảng cách địa lý khi tư vấn sức khỏe. 6. Thuận lợi cho hòa nhập xã hội, cho các bệnh lý tâm lý của người bệnh. 7. Hợp nhất dữ liệu y tế, xây dựng hệ thống tiền sử bệnh lý, sổ sức khỏe. 8. Phục vụ đào tạo, giáo dục y tế, hội thảo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật. 9. Phẫu thuật từ xa với robot và phòng mổ thông minh kết hợp tư vấn của bác sĩ các tuyến. 10. Ứng dụng các thiết bị điện tử cầm tay thông minh, kết hợp AI, IoT, Big Data. 11. Truyền thông và kiểm soát bệnh dịch, dự báo, dự phòng y tế. 12. Đảm bảo sự công bằng cho người dân, tiến tới y học công nghệ toàn cầu. Với những ưu điểm vượt trội của mình thì telehealth đã dần trở nên phổ biến hơn ở nhiều quốc gia, khu vực và không ngoại trừ Việt Nam. Nền tảng telehealth của Việt Nam do Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị như là Viettel và VNPT phát huy hiệu quả trong đại dịch với hơn 120 buổi hội chẩn dành cho 1.800 ca bệnh COVID-19 chuyển nặng, đã giúp tận dụng thời điểm vàng để chữa trị cho những bệnh nhân. Và cũng trong quá trình vận hành telehealth tại Việt Nam thì những kỳ tích như bác sĩ điều hành mổ tim từ xa hàng trăm cây số đã xuất hiện. Các bạn có khó khăn gì không? À, hiện tại thì chưa ạ. Vâng, các bạn cứ tiếp tục công việc đi. Vâng ạ. Tháng 8 năm 2020, một sự kiện bước ngoặt của hành trình telehealth tại Việt Nam. Bé gái 15 tuổi tại Phú Thọ phải phẫu thuật mở lồng ngực để sửa chữa tổn thương do bệnh tim bẩm sinh. Dưới sự hướng dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, qua nền tảng telehealth thời gian thực, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã thực hiện thành công ca mổ đầy thách thức này. Telehealth là một cái phương tiện giúp cho bệnh viện tim Hà Nội tư vấn từ xa, có thể giúp phẫu thuật từ xa mà lại không cần phải đưa về tuyến dưới. Ứng dụng thành công khác của telehealth đi vào đời sống người dân, đó là nền tảng VOV Bác sĩ 24 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hàng nghìn bệnh nhân ở khắp cả nước được kết nối miễn phí tới các bác sĩ, hạn chế tới bệnh viện khi số ca mắc COVID-19 vẫn còn gia tăng. Đến nay, đề án khám bệnh từ xa của Bộ Y tế đã triển khai được khoảng 1.500 điểm cầu để bệnh viện tuyến trên tư vấn cho bệnh viện tuyến dưới, bệnh viện tư vấn cho bệnh nhân. Sử dụng theo cái phương pháp điều trị mà bác sĩ tư vấn từ trong cái app đó thì mình thấy sức khỏe của mình cũng ổn. Nỗ lực để theo kịp xu hướng toàn cầu, công nghệ của telehealth trong nước không chỉ có thể kết nối tới hàng ngàn điểm cầu hội chẩn cùng lúc mà còn tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất như 3D trong mổ nội soi, AI trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh,
và sẵn sàng tích hợp với nhiều hệ thống khác trong hệ sinh thái y tế số. Câu chuyện về sự phát triển nhanh chóng của telehealth diễn ra không chỉ ở Việt Nam. Tại Mỹ, theo ước tính, cứ 5 người thì có 1 người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ước tính này có cơ sở khi suy thoái kinh tế và đại dịch kéo dài đang khiến nhiều người Mỹ gặp phải nhiều trở ngại tâm lý để được chăm sóc sức khỏe. Theo CDC Mỹ, có khoảng 41-42% người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho biết họ đã trì hoãn hoặc tránh tìm kiếm chăm sóc y tế do lo ngại về COVID-19. Telehealth lúc này vừa hay chính là lời hồi đáp cho các vấn đề tâm lý, bất bình đẳng, nghèo đói, thất nghiệp. Theo CDC Mỹ, đại dịch khiến chi phí cho y tế đắt đỏ quá sức với người ở nông thôn Mỹ. Người ở thành thị không khá khẩm hơn. Khi thất nghiệp làm gia tăng tỷ lệ béo phì, tiểu đường, sử dụng chất kích thích, kéo theo đó là tâm lý bất an khi đến nơi đông người. Telehealth có thể giải quyết những vấn đề này khi cung cấp dịch vụ giá rẻ, giúp người bệnh ở yên tại chỗ và giúp cả chính quyền kiểm soát dịch bệnh. Gói Medicare và Medicaid của người Mỹ cũng đã mở rộng các khoản hoàn bồi cho dịch vụ telehealth để hỗ trợ người dân. Một đối tượng khác cũng cần thụ hưởng giá trị telehealth mang lại, đó là trẻ em, trẻ mắc chứng tự kỷ, người bị trầm cảm. Chúng tôi đã chứng kiến telehealth điều trị tâm lý cho Maria. Cô bé đã nói những từ đầu tiên, rồi cả câu dài, sau quãng thời gian không thể giao tiếp. Trẻ em thường hoảng sợ với bác sĩ, với nơi đông người và những đối tượng mắc bệnh tinh thần cũng cần có không gian quen thuộc, an toàn của họ khi tiếp nhận điều trị. Tôi tin rằng telehealth đặc biệt hữu ích để phát triển xa hơn trong loại điều trị này. Nhiều ưu thế, tuy nhiên không phải telehealth không có những thách thức. Các rào cản như bảo hiểm, niềm tin của khách hàng và độ phổ biến của công nghệ đã ngăn telehealth phát triển bứt phá. Ngoài ra, nhiều người nghi ngờ rằng các dịch vụ telehealth dễ lộ lọt thông tin sức khỏe như tên, địa chỉ, chẩn đoán của bệnh nhân. Một lo ngại khác chính là độ chính xác của các chẩn đoán thông qua những liên kết phi vật lý. Do vậy, ở toàn cầu và ở Việt Nam, telehealth cho dù là cuộc cách mạng mới, song vẫn sẽ cần phát triển song hành cùng hệ thống y tế các tuyến. Theo các chuyên gia, telehealth luôn gắn liền với công nghệ. Vùng sâu, vùng xa là nơi cần đến dịch vụ chăm sóc từ xa, nhưng cũng là nơi thiếu thốn thiết bị và băng thông không ổn định. Việc đồng bộ và cải tiến cơ sở vật chất chính là nhiệm vụ đường dài để có thể hiện thực hóa ước mơ thế giới phẳng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, một tuần qua, sự việc tập đoàn BKAV nổi tiếng về bảo mật ở Việt Nam vướng vào thông tin rò rỉ dữ liệu không mong muốn đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dùng và cả những nhà quản lý. Theo diễn biến mới nhất, hacker thông báo không thể live stream tấn công hệ thống của BKAV vào ngày 18 tháng 8 như tuyên bố giữa tuần trước. Lý do là công ty này đã tắt máy chủ. Tuy nhiên, người này đã đăng tải hai video mô tả lại toàn bộ quá trình đó. Cụ thể, vào chiều ngày 15 tháng 8, hacker Chun Song đã cập nhật trạng thái mới trên diễn đàn. Tôi cảm thấy rất tiếc khi phải thông báo rằng việc livestream tấn công vào hệ thống của BKAV sẽ không thể thực hiện. BKAV đã tắt máy chủ của họ. Điều này khiến cho tôi không thể làm gì khác. Chưa dừng lại ở đó, tài khoản Chun Song còn đăng tải hai đoạn video mô tả lại toàn bộ quá trình người này đã tấn công vào hệ thống của BKAV từ trước. Theo những thông tin từ video, hacker này đã thực hiện hai cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 8 và 8 tháng 8. Trong đoạn video được ghi lại vào ngày 7 tháng 8, Chun Song tiếp tục bác bỏ mọi thông tin mà BKAV đưa ra về việc hacker này là nhân viên cũ của công ty. Bên cạnh đó, người này cũng liên tục nhấn mạnh rằng toàn bộ mã nguồn đang được giao bán đều là mã nguồn mới. Thậm chí, để khẳng định những lời nói của mình, hacker này đã thực hiện việc tấn công vào hệ thống của BKAV. Trong một video khác được ghi lại vào ngày 8 tháng 8, hacker này đã truy cập vào tài khoản có tên Nguyễn Tử Quảng trên mạng nội bộ Vala của BKAV. Người này còn truy cập vào nhiều nội dung tin nhắn khác nhau, được cho là thông tin nội bộ. Phía BKAV hiện không bình luận về nội dung của video, nhưng cho biết mọi hoạt động của công ty và server vẫn bình thường. Trước đó, ngày 14 tháng 8, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo ông, an ninh mạng thực chiến mới mạnh, cũng như quân đội trải qua chiến tranh mới thiện chiến. Sau đợt này, tôi tin giải pháp của BKAV sẽ hoàn thiện thêm một mức mới. Đặc biệt, một lứa nhân viên mới chục năm nay chưa có điều kiện thực chiến, nay sẽ có những kinh nghiệm sâu sắc mà cho dù tôi có rèn luyện đến đâu cũng không bằng. Tuy nhiên, trên diễn đàn công nghệ, cộng đồng mạng lại có những quan điểm khác nhau về vụ việc này. Nhiệm vụ của an ninh mạng là ngăn chặn, chống lại các cuộc tấn công trực tuyến, đi trước chiến dịch tấn công đó của tin tặc, chứ đâu phải chờ bị xâm nhập rồi lấy đó làm cơ hội để thực chiến. Thực tế thì sau vụ này, BKAV bị tổn thất về hình ảnh là chủ yếu, còn sau đó có mất mát gì thêm về làm ăn không thì cũng không rõ. Còn tay hacker thì cũng chứng minh được độ nông nổi và coi thường pháp luật của mình rồi.
ăn cắp còn thách thức chủ nhà. Theo luật an ninh mạng, việc tấn công mạng, giao bán dữ liệu là phạm pháp. Chiều ngày 15 tháng 8, BKAV cũng đã thông báo rằng những kẻ vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong khi vụ việc mã nguồn một sản phẩm của công ty BKAV bị đem giao bán trên mạng còn đang nóng hổi, mới đây Diễn đàn An ninh mạng Việt Nam YHS đã lên tiếng cảnh báo thông tin 1 triệu thẻ tín dụng của người dùng tại nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam, đã bị rò rỉ và được chia sẻ trên một diễn đàn chợ đen trên mạng. Thông tin chi tiết bị lộ bao gồm số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, số bí mật, CVV, quốc gia, thành phố, địa chỉ email, điện thoại. Ngoài ra, nhiều công ty an ninh mạng vừa lên tiếng cảnh báo một mã độc núp trong các ứng dụng gian lận, cung cấp mã phiếu giảm giá dịch vụ truyền hình Netflix và dịch vụ quảng cáo Google AdWords trên kho ứng dụng chính thống Google Play và cả kho ứng dụng khác. Trong khi đó, thông tin về một kho dữ liệu chứa mã số định danh ID và số điện thoại của 57 triệu người dùng Facebook ở Việt Nam vẫn đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của các thành viên trên diễn đàn chợ đen Rain Forum, dù đã đăng kể từ ngày 11 tháng 6.